Hồng Vượng nhà bóng. Hồng Duy. Không được. Chủ định của Hồng Duy là chuyền bóng ngang cho anh Đức. Không phải là Hồng Duy mà là Hùng Dũng. Chúng ta xem lại pha dứt điểm chân trái của Hùng Dũng. Nếu là Hồng Duy có thể sẽ là một dịp dấn và sút ngay. Quả phạt góc ở những giây cuối cùng. Một tình huống cố định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắt chiu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Vào! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của Bang Sô với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Bang Sô, những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh Đức đã bị chuột rút thật rồi, nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huynh đã chơi có thể nói là rất lung túng. Anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huynh phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này, nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến này khi mà thời gian còn lại quá ít và tiếng còi mãn cuộc đã 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trận đấu mà người Thái rất mong chờ, rất muốn tổ chức, rất muốn có sự so đỏ trực tiếp với bóng đá Việt Nam đã kết thúc với một kết quả không thuộc về họ. Đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch của bóng đá Đông Nam Á, đã có một lời khẳng định xứng đáng. Chúng ta đã thắng một cách đĩnh đạc trong một trận đấu ở một giải đấu giao hữu trên đất Thái. Một lần nữa ông Park Hang-seo lại có được chiến thắng, và lần này quan trọng hơn cả đó là chiến thắng ở tầm đội tuyển quốc gia. Một trận đấu có phần căng thẳng, rất quyết liệt và không có quá nhiều những pha bóng hay, nhưng bản lĩnh của một đội bóng đang lên, đội bóng trẻ trung, đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp một cách xứng đáng. Xin cảm ơn những gì mà ông Park Hang-seo và các học trò đã thể hiện trong trận đấu này. Và đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng, trận chung kết của King's Cup năm 2019 để gặp đội tuyển Curacao. Còn đội chủ nhà Thái Lan sẽ phải đá trận tranh giải ba gặp đội tuyển Ấn Độ. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup 2019 xin được dừng lại đây. Xin thân ái tạm biệt. Và ngay sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.